Cái gì ta nói? Mình được vé tham gia Squid Game. Chết rồi. Sắp giàu rồi. Em đó, em thiếu nợ đó. Tại anh thiếu nợ đó. Để mời em gì đó. Xong luôn. Mọi người ơi, mình đã được mời tham gia Squid Game phần 2. Trời ơi, vui quá vậy. Mình sắp diễn rồi. Wow. Nói chứ là đầm chất hiếu. Trời vô game đi. Hello mọi người. Đây, bây giờ mọi người đã thấy trong tay tôi là cái này là cái gì ta quên rồi. Danh thiếp. Đúng, đây là danh thiếp. Và cái tiêu đề là Squid. Ok. Và cái tiêu đề là làm kiểu như thử Squid Game, thử xem nó khó đến cỡ nào. Và mình đã chuẩn bị hết nguyên liệu rồi. Và bây giờ mình nghĩ mọi người khác. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với Phong đi làm kiểu tách quà ông nội này thật á. Bây giờ thì mình với Phong đi làm cái kẹo tách tách là cái gì ta? Làm cái gì anh? Kẹo. Làm cái kẹo gì đó. Kẹo chứ kẹo gì? Anh làm cái kẹo tròn kẹo này xong rồi. Game. Tụi mình sẽ thử thách với nhau là ai sẽ đâm lụng là sẽ được tiền thưởng. Ok. Ai thua là bị mất 100.000, 500.000. Nhiều cái cửa người vòng 1 mà đó, vòng 1. Ok, hai vòng 100.000 thôi. Thôi đi. A few moments later. Đây là bột baking soda và bây giờ thì Phong sẽ làm. Trong bếp hơi tối nên mọi người thông cảm nha. Lần này biết thành công không à? Cái bị này em biết có chịu được cái nóng hả? Chắc mình chét dầu cho thêm một tí dầu không ta? Một tí dầu kiểu lên đây nè mọi người. Ôi trời trời con kem. Bé kem. Anh nói gì vậy? Cái vỉ á. Cái vỉ hả? Cái gì là anh lên chứ. Là một cái hả? Làm từng cái má. Thế bây giờ thì Phong sẽ chét dầu vô để cho khi mà bỏ kiểu nó không có bị gì anh. Bị dính. Đúng rồi, bị dính. Không biết bỏ bị có dính không nữa. Ừ. Hay là bỏ dưới ta? Bỏ dưới, em sợ bỏ dưới nó còn dính hơn á. Thì mình không có bột, mình không có giấy nến ha. Ừ. Đó, bây giờ thì Phong sẽ làm thử cái thử lần đầu tiên á. Hy vọng là thành công. Mình một ám đây chơi. Bỏ đường vô nghe các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ đường. Bây giờ Phong sẽ làm cho nó tan đường ra. Rồi mới bỏ bột baking soda này vô nè mọi người. Cái này thì mọi người ra bách hóa xanh mua cũng được. Cái này cũng rẻ, không có mắc đâu. Đó. Để cho nó toan đường ra. Quá vất vả. Hy vọng là nó sẽ thành công. Không? Ừ. Đường các bạn thấy nhớ là làm trộn cái gì đó. Làm đều lên nha để không là nó khét đường mọi người. Sẽ thấy trong khi là ta bỏ nước. Nước đó hả? Ở trong phim thấy là nó nấu một cái nồi nước xuống đổ đường vô nhớ không? Thấy đổ cái gì đường vô nồi nước nhớ. Em không biết nữa. Nói chung là cứ làm thử của mình thử. Đây là nữ công gia chính. Này nó sệt sệt lại nè mọi người. Nó cục lại, nó sắp nó tan ra rồi đó. Sắp thành công rồi. Rồi nó tan nước ra nè mọi người, tắt bếp. Rồi lấy bột baking soda, bỏ đại đó đi. Đó, một tí bột thôi nha. Tí bột thôi, để rút kinh nghiệm ra được rồi đó. Rồi, thấy đều lên. Đó. Đó thành công, mọi người trộn ở dưới luôn kìa anh. Đó thành công nguyên miễn luôn. Mọi người cứ làm theo tụi tôi là sẽ thành công nha. Đừng làm nhiều quá riết sao anh. Kinh nghiệm để chính giữa dầu. Đó. Không, nó hơi khét khét rồi đó. Không, phải tắt bếp liền. Trời ơi bột. Trời ơi. Chết ra thử ơi. Cái này nó quéo quéo gì ta? Đó, đồ xong chưa nó nóng á. Nóng nó dính cái này lại nè, bị rồi nữa không? Lần trước bị hư, bây giờ mình sẽ làm lại lần 2. Quét bị hư mà để như vậy. Nó bị ấy đó mà. Nó bị teo. Đúng rồi, nó bị teo. Và bây giờ lần này là lần thứ 2. Bỏ bật qua cái sinh đa vô. Tí thôi rồi. Đó, nó ra nè. Còn được rồi. Sẽ thành công rồi, trộn luôn.
Sao? À. Rồi rồi rồi. Sắp thành công rồi. Không biết có giàu không nữa mọi người ơi. Đó, à, thành công rồi. Có dầu đúng không? Rồi chét dầu vào xung quanh đó. Để cho nó nguội xíu là mình hãy mình lấy cái mình giấu vô. Tại vì nó chưa kiểu á. Hy vọng cái này thành công mọi người. Tại vì tụi mình quá mệt. Bánh gì? Bánh rán. Bánh rán hả? Bánh rán Doraemon gì đó. Mắc cười quá. Hai tụi mình đang đợi ngồi. Biết thành công hay không nữa nè. Trời ơi, lần đầu tiên tại nhầm nóng cái giấy nến mọi người. Hy vọng sẽ thành công. Đó, bây giờ Phong sẽ ẩn vô. Thì tụi mình ẩn vô. Đó, nó thành cái bông này mọi người. Đó. Đó, mọi người thấy chưa? Được. Trở lên được chưa anh? Chờ xíu đi. Nhất xưa bông hoa nè. Wow, đẹp 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 nè. Đẹp nè mọi người, thành công. Nhưng mà lát nữa mình phải đợi coi mình lấy ra được không. Nó cứng chưa? Nó cứng rồi, anh đụng thấy nó cứng rồi. Đó, nó còn mềm. Chờ xíu đi. Đẹp thôi, đừng ịn nữa. Đó. Nè mọi người, mình đã làm thành công rồi nè. Yeah. Ta-da. Yeah. Phong giỏi quá đi. Thành công từng cái nhìn đầu tiên. Bây giờ mình sẽ làm một cái nữa. Xong rồi tụi mình sẽ thử thách cái khối này nha mọi người. Đây mọi người, đây là cái thứ hai tụi mình làm nè. Đó, nhức nắng trời. Phong đổ mồ hôi luôn rồi. Nực quá. Đó. Các nếu mà nhà bạn nào mà không có kiểu giấy nến á, thì các bạn có thể lấy dầu. Bạn chét vô một cái dĩa nhiều xíu, xong rồi bạn chế vào. Lát nữa các bạn lấy ra cũng dễ mọi người. Ôi tay mình sao nó tự nhiên đỏ như tay nó ngứa ngứa ngay phần này. Chờ xíu. A few moments later. Đây đây nè. Đó, thành công rồi đúng không? Bây giờ thì thằng trước ai thắng ăn kì cái gì. Bây giờ tụi mình sẽ thử những xu ăn không? Nó hơi bị khó nha. Ai thắng ăn kì. À, thành công rồi nè. Sắp được rồi các bạn. Mở luôn, thằng sắp được. Sắp được cái cuối cùng cái bể luôn, cái cười chết luôn. Thôi chỗ này cũng khó lắm nha. Ê trời ơi, cứng quá. Có bị lệnh mấy phút không? Không. Ai thắng chứ là thắng đó mà. Nhanh vậy. Không, mình sắp xong rồi nè. Rồi mình kéo cái này xuống cho mọi người xem rõ không. Ôi á. À, được nè. Ăn thử mọi người. Ngon. Ê, đây hả? Làm từ từ thức ăn nhất mọi người ạ. Bể cũng không được thắng nữa. Trời ơi, này khó quá rồi nữa. Mình thấy trong Squid Game á, mọi người thấy trò nào dễ. Mình thì thấy trò đầu tiên là dễ nhất á. Chứ gì nữa. Đứng yên thôi. Đứng yên cố gắng. Đây, thắng rồi. Đây, trời ơi. Nó trơn quá vậy. Chung là khó quá các bạn ơi. Cái trên mạng người ta làm dễ lắm nè. Ơ, đó là bể luôn đó. Em hối anh á, anh đang làm á. Bị bắn. Bắn nặng. Không, anh ăn thôi. Thôi, để thử anh làm luôn. Rồi, em hối anh á. Em có biết làm được không nè? Không, tôi được ăn luôn. Mình cắn ra được luôn nè các bạn. Cứng nha. Nó cứng đúng không? Ôi trời khó lắm nha. Nó bị khó luôn. Ôi trời ơi, hết hồn. Phải cho nó canh cánh hoa nè. Bể rồi. Bể đâu bà? Bà làm bể đó. Nè thấy không, tôi cũng được nè em. Tại vì tôi bẻ cánh này thôi.
Mẹ, anh sắp xong cái luôn nữa, tại vì anh mẹ đấy. Tại em cực sự dùng với anh thúc và gãy cái cánh. Thứ bị gãy cái cánh là do em thúc qua đó. Em làm cho anh hồi hộp đó. Xong rồi nào? Rồi. Xong, chiến thắng. Xong rồi. Đây là cái hình bông hoa nha. Này, bông hoa nè. Bông hoa nào? Nè, 500 nghìn của em. Bông hoa nào? Anh, đợi cho anh xíu. Mình giỏi không? Mình chơi trò này là mình thắng luôn các bạn. Thôi ước gì ở phần 2 á. Bên trong kịch bản á, Squid Game á, mời mình đi chơi nha. Đúng. Mình về nha. Tại mình cũng mua hoa xong rồi mọi người bị thiếu rồi một, thiếu một cánh thôi, để một cánh là bông hoa bị tàn. Rồi giờ em đưa cho mọi người coi đẹp nè. Ôi trời ơi, 2 kèo 1 giật. Sản phẩm này không có thuốc trị nha mọi người. Sô ơi. Sao? Ờ, thấy mình đẹp không mọi người? Các bạn nào ở nhà đường á thì thử đi, còn barbecue á, barbecue đúng không? Soda barbecue á, barbecue soda gì đó. Thường xuyên các bạn nên mua đường màu vàng ở ngoài Bách Hóa Xanh luôn á. Ngoài vô Bách Hóa Xanh có cái đường màu vàng á. Bạn mua nó sẽ ngọt hơn. Đường trắng thì ấy là nó hơi khét à. Mọi người ăn luôn á. Mới đầu á làm cũng khó. Nhưng mà các bạn có hỉ hay là nó dễ đúng không á? Ba kinh vỡ trên nhà đừng bỏ một đống rồi nó nổ rồi nó phình lên. Đúng rồi, ngon mấy bạn ơi. Ăn nhiều quá, ngán quá. Ngọt á. Nhà phải uống nước trà á. Mà chắc là trong Squid Game mấy người mà chơi thắng xong là người ta vô uống nước trà. Không nữa. Chứ gì nữa. Nó ngọt quá. Nó ngọt quá. Tụi em trò nào khó nhất? Đó mọi người trò nào khó nhất? Thế em nghĩ á. Trò này mà tập trung cũng dễ à. Đúng rồi. Cái trò khó nhất em nghĩ là trò cực. Cái gì mọi người, cái trò mà đi trên kính á. Đi trên kính là khó nhất. Đi trên kính là hên xui luôn á. Ví dụ như người chót là em đi, là em thắng đó được. Đi nữa mọi người đi đầu là em thắng, đúng không? Thì nó có số thứ tự rồi đó. Nói chung là muốn bởi vì ăn tiền của người ta đâu có dễ đâu. Hy vọng là mọi người là trong Squid Game lại có phần 2. Không có hả? Không có hả? Buồn nhở? Mấy là mấy nói không có phần 2. Buồn ghê. Nó game chơi mà chứ gì đâu qua phần 2 hay được. Ôi trời. Có bao nhiêu đại dịch thì cái gì đâu ra phần 2. Nhìn nó đẹp ghê đúng. Nhưng mà cái này của mình nó là bị không đẹp. Cái nó có lộ của người ta là nó láng mình luôn. Chắc là mấy em bị đường. Mọi người cứ nghĩ đi, một phần mà 10 năm, ông nói 10 năm nghĩa là kịch bản một phần đó. Cái gì 10 năm? 10 năm? Lắm vậy? Thì 10 năm thì không lẽ 10 năm sau ra phần 2 ha mọi người. Trời ơi, 10 năm 2020 2020 2010 lúc đó 2010 là ông mới quay, ông mới là người kịch bản đó là 2020. Mà quay cái này là, nếu mà ra cái chương trình đó là cũng gần 1 năm mới ra. Hiện nay là 21-22 rồi. Bây giờ mới hot. Ôi trời ơi. Mình á thì thích nhân vật trong cái nhân vật chị gái á mọi người. Rất là kiểu mạnh mặt lạnh lùng luôn á, cực kỳ. Còn gọi na cắn luôn hả? Liếm. Sao tự nhiên cái ông mà chiến thắng liếm hay ha. Đó thì liếm cho nó ấy. Liếm cho nó mềm hả? Nó mềm là nó hiện lên nó bào mòn cái lớp sau là hiện mấy cái đường. Để anh xé lên nó hiện mấy cái đường của cái cánh, cái hình của ổng á, xong rồi cũng đục vô dễ hơn. Ăn này xong tử đường nó chắc con phim á. Quá trời đường á. Các bạn nào mà chưa coi Squid Game á thì bạn có thể lên Google á, Squid Game sẽ ra, bạn nào chưa coi. Nhưng mà theo nghĩa là chắc bạn sẽ coi hết rồi nha. Tại đứa TikTok là thấy quá trời quá đất mà. Cái kìa này ở Hàn Quốc có thiệt á mọi người. Có thiệt. Nó mới đem trong Google Game á. Người ta bán. Nhưng mà người ta bán á là người ta tròn nè, nhưng mà người tự nhiên cái ông đó suy nghĩ sao đục ha. Được vậy. Đục đục gì nè, cái xong hình tròn xong đục mà Ủa được hả? Đục mà nhiều đứa làm biết nó cắn ăn cái rồi. Cái ông mà làm trong phim đó là cái ông nó bán ở đường phố á. Phim mời ông vô nhờ ông làm cái món này cho phim á. Gớm vậy? Có bữa mình coi có cái chị nào á bên Hàn Quốc á đi tới cái chỗ cái chú đó làm bánh trong Squid Game, ông bán ngoài đường phố. Bán ngoài đường phố mà ông làm có ai xin to ông làm ông bán xong
là mấy ngàn cái đúng không? Mắc lỡ bị fail hay gì đỡ đục đục lộn sai thì chứ em nghĩ là mấy ngàn cái mà mọi người. Cái chị đó mua mất cửa mọi người, chị đó mua lúc là còn nguyên đúng không? Một khi đi bệnh viện nó tan nát. Tại ngồi xe cứng chưa, chưa kịp chơi. Cái gọi là chưa kịp chơi thôi bị bắn chết là... đó mọi người. Game này là mình game là dễ mà, game này là mình chiến thắng nha đó. Hy vọng là sắp tới sẽ có nhiều phim cho mình coi hơn mọi người. Nếu mà các bạn có biết phim nào thì cần nhớ comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì chắc thì mình hẹn lại, bye bye mọi người nhé, bye bye. Phòng thua đưa 500 ngàn ngay. Hết tiền. 500 ngàn. Không thể hết tiền rồi. 500 ngàn. Hết tiền rồi. 500 ngàn. Mà có 500 ngàn. Không có chạy nha. À mọi người đừng quên follow Instagram của tụi mình để xem những hình ảnh và những buổi livestream sớm nhất nha.